nay ngày càng có nhiều trường đại học và cao đẳng trên thế giới chào đón sinh viên quốc tế với sự đa dạng trong giảng dạy, nghiên cứu và rất nhiều các hoạt động ngoại khóa. Vậy thì làm sao bạn có thể chọn lựa cho mình một trường đại học phù hợp? Thì hôm nay công ty Tân Đại Dương, công ty chuyên về du học hàng đầu tại Việt Nam xin chia sẻ cho các bạn một vài thông tin cần thiết để các bạn có thể chọn cho mình một ngôi trường phù hợp nhất cho chính bản thân mình các bạn nhé. Quyết định ngành học về trường đại học có lẽ là hai yếu tố quan trọng nhất của các bạn sinh viên. Đây là một lựa chọn có ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của bạn. Nhưng khi có quá nhiều sự lựa chọn về trường nào cũng có những thế mạnh riêng thì bạn phải làm gì? Tân Đại Dương khuyên bạn điều đầu tiên cần phải làm là tìm ra những gì bạn nghĩ là yếu tố quan trọng nhất chi phối quyết định của bạn. Đó có phải là tìm được một chương trình học đúng như bạn mong muốn hay không? Hay là trường có một suất học bổng? Hay bạn mong muốn tìm hiểu văn hóa tại một quốc gia cụ thể? Ví dụ nếu bạn muốn mình học một khóa học về kinh doanh nhưng lại không biết trường đại học nào có các khóa học về kinh doanh tốt nhất thì bạn nên tìm hiểu về các bảng xếp hạng của các trường đại học. Thứ nhất đó chính là tạp chí Guardian University Guide. Đây là một tạp chí uy tín trong một việc xếp hạng các trường đại học hàng đầu trên thế giới. Với sự khác biệt của tạp chí này với các bảng xếp hạng khác là sự đánh giá chuyên sâu về các khía cạnh khác nhau, như các trường đại học đã làm tốt như thế nào trong việc giảng dạy, năng lực và hiệu quả của các nghiên cứu của trường. Điều này được các nghiên cứu sinh quan tâm rất nhiều. Các tiêu chí đánh giá của tạp chí đó chính là dựa trên chất lượng giảng dạy, dựa trên đánh giá của sinh viên năm cuối cùng trong một cuộc điều tra sinh viên quốc gia, mức độ hài lòng của sinh viên, dựa trên sự phản hồi và đánh giá và dựa trên sự đánh giá của sinh viên năm cuối trong chương trình đại học, dựa trên chi phí cho sinh viên đưa ra với thang điểm 10, dựa trên tỷ lệ giáo viên về sinh viên, số lượng sinh viên trên một giáo viên, triển vọng nghề nghiệp, đó chính là tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp và tìm được việc làm cho cấp bậc đại học hoặc là học toàn thời gian trong vòng 6 tháng sau khi tốt nghiệp, giá trị tích lũy, so sánh kết quả học tập của mỗi sinh viên với bằng cấp mà họ đang học đưa ra trên thang điểm 10, kết quả thể hiện sự hiệu quả trong việc giảng dạy của mỗi trường đại học, chứng nhận trình độ. Thứ hai đó chính là tạp chí The Times Good University Guide. Đây là một tạp chí danh giá nhất so với các tạp chí cùng loại từ 1993. Các trường đại học trong bảng chính được đưa ra so sánh với 8 tiêu chuẩn quan trọng nhất đối với các sinh viên đại học. Đó chính là độ hài lòng của sinh viên dựa trên cuộc điều tra của sinh viên trên toàn quốc, các nghiên cứu, các bài tập về bài luận nghiên cứu, tiêu chuẩn đầu vào, tỷ lệ giữa giáo viên và sinh viên, đầu tư cho thư viện và máy tính, trung bình chi phí trên một sinh viên, đầu tư cho cơ sở vật chất, trung bình chi phí trên một sinh viên cho thể thao, các dịch vụ tư vấn nghề nghiệp, sức khỏe và tư vấn viên. Danh hiệu tốt, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp với tấm bằng tốt. Tốt được đánh giá ở đây đó chính là tương đương với 2.1 trở lên. Những triển vọng sau khi tốt nghiệp đó chính là tỷ lệ sinh viên tìm việc hay tiếp tục học tập và nghiên cứu, tỷ lệ hoàn thành khóa học. Thứ ba đó chính là tạp chí The Times Higher Education. Phương pháp đánh giá của tạp chí này sử dụng hơn 30 chỉ số riêng biệt được thiết kế để nắm bắt đầy đủ các hoạt động của các trường đại học, từ việc giảng dạy, nghiên cứu cho đến việc chuyển giao các kiến thức, đại diện bởi 5 loại chính. Đó chính là chất lượng giảng dạy và môi trường học tập, nghiên cứu, lượng nghiên cứu thu được và danh tiếng từ những nghiên cứu này, việc trích dẫn đến các tài liệu đã xuất bản, độ ảnh hưởng của các nghiên cứu, sự đổi mới và sự đa dạng về sinh viên và giáo viên quốc tế hóa. Thứ tư đó chính là tạp chí Shanghai University World Ranking. Tạp chí này lần đầu tiên xuất bản vào năm 2003 bởi Đại học Thượng Hải. Theo đánh giá của tạp chí kinh tế The Economist thì đây là một trong những bảng xếp hạng được sử dụng rộng rãi nhất. Hàng năm hơn 1.000 trường đại học đã được xếp hạng bởi tạp chí này và hơn 500 trường hàng đầu đã được công bố trên các trang web. Bảng xếp hạng đã được sử dụng 6 tiêu chí chính trong việc xếp hạng các trường đại học trên thế giới. Đó chính là số cựu sinh viên và nhân viên chiến thắng giải Nobel và huy chương Fields, số các nhà nghiên cứu được lựa chọn bởi nhà khoa học Thomson, số lượng bài báo cáo xuất bản trong tạp chí Thiên nhiên và Khoa học, số lượng các bài báo được lập chỉ mục trong tạp chí chuyên ngành Citation Index, sự mở rộng của tạp chí khoa học Citation Index. Mặc dù xếp hạng các trường là một cách tốt nhất để đánh giá nhiều lĩnh vực của các trường đại học, nhưng bạn không nên bắt đầu việc tìm trường bằng các bảng xếp hạng hay là yếu tố quyết định trong việc sự lựa chọn cuối cùng của bạn. Chẳng có lý do gì để bạn coi các bảng xếp hạng là cơ sở duy nhất để lựa chọn trường đại học, mà là trước tiên bạn nên hiểu rõ bạn đang muốn học về cái gì, bạn muốn học tại đất nước nào và bạn muốn học như thế nào. Khi bạn đã có câu trả lời cho 3 câu hỏi trên thì những sự lựa chọn của bạn tự nhiên sẽ được thu hẹp lại, và sau đó các bảng xếp hạng có thể hữu ích cho bạn trong các sự lựa chọn tiếp theo.
hãy nhớ rằng có rất nhiều các tài liệu khác ngoài các bảng xếp hạng các bạn nhé. Và để biết thêm thông tin chi tiết về các bảng xếp hạng cũng như là cách chọn trường phù hợp cho chính bản thân mình, các bạn có thể liên hệ trực tiếp tại công ty Tân Đại Dương qua số điện thoại là 0838484879 hoặc truy cập vào website tandaiduong.edu.vn. Và các bạn lưu ý một điều rằng là Tân Đại Dương không có chi nhánh ngoài Hà Nội các bạn nhé. Xin cảm ơn và chào tạm biệt các bạn. Xin chào mừng tất cả các bạn đang theo dõi chương trình Chia sẻ ước mơ khi du học Mỹ. Và đến với chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với bạn Thùy Dương. Bạn vừa nhận được visa du học Mỹ để biết cái cảm nhận cũng như là cái quá trình của bạn thì như thế nào nhé. Chị xin chào Thùy Dương. Chào chị. Thùy Dương có thể giới thiệu về bản thân của em cho các bạn biết được không? Dạ, em tên là Nguyễn Thùy Dương. Em đang học lớp 12 tại trường Đức Trí. Hôm nay là em đi phỏng vấn visa để đi du học Mỹ. Thời gian rảnh thì em đọc sách và nghe nhạc. Rồi vậy cho chị hỏi là lý do vì sao em quyết định chọn Mỹ làm cái điểm đến của mình vậy? Tại vì em rất thích là làm đẹp và em sợ phóng Mỹ em thấy rất là tốt, nên là em muốn làm một nhân viên marketing của cái tập đoàn mỹ phẩm ở Mỹ tại Việt Nam thì em quyết định đi học Mỹ. Nếu vậy thì qua bên Mỹ thì em sẽ chọn cái trường nào cũng như cái chuyên ngành mà em sẽ học? Em chọn trường cao đẳng Northeastern về với cái chuyên ngành là quản trị kinh doanh. Trường em thì nằm ở Seattle, là thành phố lớn nhất của bang Washington, và trường thu hút rất là nhiều học sinh quốc tế tới học. Trường có không khí rất là trong lành, thời tiết không có được ấm áp cho lắm, nhưng mà em rất là thích tuyết nên là em thấy rất là vui. Nếu vậy thì cái lộ trình mà em qua Mỹ học thì nó như thế nào? Năm đầu tiên em sẽ dành để học chương trình tiếng Anh, 2 năm sau em sẽ học cao đẳng và 2 năm cuối cùng em liên thông đại học. Sau khi học 5 năm ở Mỹ thì em sẽ quay về Việt Nam và xin việc vào cái tập đoàn mỹ phẩm Medilite. Rồi cho chị hỏi là cái cảm nhận mà khi em làm hồ sơ ở Tân Đại Dương thì em thấy nó ra sao em hả? Các anh chị rất là chu đáo với từng học sinh. Đầu tiên là chị Thảo hướng dẫn cho em, chỉ cho em cái chương trình gọi là hoàn thành bậc phổ thông, đó là chương trình kép để em tiết kiệm thời gian. Và thế là chị Thảo đã chọn ra 3 trường ở cái thành phố lớn nhất Washington để cho em chọn. Cuối cùng thì em đã chọn được trường và chị Thảo đã xin E20 giùm em. Trong suốt quá trình, chị Thảo rất là quan tâm tới em. Và anh Khôi giúp em tìm hiểu thêm về cái chương trình học và cái môi trường, tìm hiểu rất là chi tiết. Và anh Khôi giải đáp từng câu, từng chữ và dịch bài cũng như sửa bài giúp em rất là tự tin. Anh rất là người rất là nhiệt huyết, là tự tin nên là cũng truyền sang em. Khi mà hôm nay em đi phỏng vấn thì em rất là tự tin. Nếu mà sau này có người quen hoặc là người thân em muốn đi du học thì em chắc chắn sẽ giới thiệu công ty Tân Đại Dương để làm hồ sơ. Rồi, chị rất là cảm ơn những chia sẻ của Thùy Dương ha. Và chị hy vọng là sau khi em học xong bên Mỹ em có thể trở về Việt Nam để thực hiện được cái ước mơ của mình nha. Dạ, cảm ơn chị. Chương trình Chia sẻ ước mơ du học Mỹ đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.